Giờ lột tôm hùm ra các bạn. Tôm hùm quá trời luôn, đã. Giờ lột thịt này ra làm tiết canh. Làm tiết canh tôm hùm. Tiết canh tôm hùm nha các bạn. Mình làm hết nãy mình đếm bao nhiêu con? 13 con hả? 13 con tôm hùm. Ở này mình làm hết 13 con tôm hùm này luôn. Ăn cho đã. 13 tôm hùm 12 chục 10 kg. Chết. Không chết đâu. Chờ lột thịt ra. Trời nó bò lo nhò nhò nhò. Chết. Không sao đâu. Chết tiếng không có đông mà anh cứ cãi không mà bữa không sao không sao chết hết rồi. Giờ mình cắt tôm hùm này ra làm ấy, làm mà nhân nha, nhân tiết canh. Nó đã ăn cơm. Nó bầm ra. Cái này là tôm. Tôm. Cái là côn. 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 Đó. Tôm. Mình bầm ra, bật đèn kia lên. Tôm. Đèn kia lên đối sáng. Hùm. Đây, 5 con tôm hùm nha. Bầm ra làm tiết canh luôn. Giờ mình bầm hết rồi, giờ mình bắt đầu mình xào nha các bạn. Mình xào tiết canh. Hành mỡ vô, quay ngang lại. Giờ bỏ hành mỡ vô trong cái đầu tôm hùm nha. Đầu tôm hùm này mình chẻ ra. Mình bỏ vô đây nè, đã không? Ở chẻ đi luôn. Bỏ vô mỡ hành vô đây nướng. Rồi làm xài hết tôm hùm luôn ha. Chưa. Bỏ vô được. Hai con tôm hùm nè. Và làm tiết canh nha. Nhìn hai con đã. Siêu to khổng lồ, bự hơn của bà con của bà Tân. Bà Tân đi lắm. Bây giờ cắt tiết nha. Giờ mình cắt ngay dưới đây nghe các bạn. Nằm vô là xì ra liền à. Ở đây nè. Nằm vô cái xì tiết ra nè. Tiết nhiều quá trời luôn. Nhiều tiết luôn á. Gà nữa. Một con là một dĩa, hai dĩa cũng được. Mình ăn một dĩa thôi. Tiết quá trời luôn các bạn thấy không? Gà tiết quá trời luôn. Mình cắt con tôm bấm lại nè, cho nó khỏi nhảy. Giờ gà tiết nè, đó. Giờ làm thêm con đó nha các bạn. Thêm con đó. Con này sợ tiết cũng nhiều hơn.
Để chắc bỏ vô, mới bỏ vô đông liền nữa. Con nhỏ như ít tiết hơn á. Đây nè con này cũng sống. Rồi. Xong. Thêm không? Chắc thêm hả? Cũng được. Nhỏ thôi. Con nào cũng sống mà. Xong. Không có mùi gì á. Chơi thêm con nữa nha các bạn. Giờ anh bắt mấy con tôm hùm rồi bỏ vô luộc nha các bạn. Nhìn đã. Con nào cũng thấy bự chân canh nè. Bự luôn á. Con còn bự lắm á. Rồi bỏ 3 con luôn. 3 con đầy nồi. 3 con đầy nồi. Luộc 2 lần anh. 2 lần á. Để con ở dưới nó mềm hết. Nó còn nhúc nhích nè. Nó còn nhúc nhích luôn á. Hello các bạn, giờ mình làm xong hết mấy cái món của mình làm rồi nè. Giờ mở tôm này 2, 4, 6, 8, 8 con thì luộc nha. Xong rồi cái đầu của lobster mình làm ra cái tiết canh á, mình nướng mỡ hành. Rồi bên đây là tiết canh này các bạn. Nhìn đã không? Lần đầu tiên làm 13 con lobster nha các bạn. Nhìn thấy đã. Ngon hết sảy. Rồi giờ mình bắt đầu mình ăn review cho các bạn coi nha. Đây nè, được. Giờ anh quay cái cam lại. Giờ mình ăn thử review cho các bạn coi nha. Dạ, lễ quân đội ăn tôm hùm. Lễ quân đội của nước Mỹ. Đầu tôm hùm nha. Ăn tôm hùm, gia đình rất là vui vẻ. Nhìn tôm hùm ăn phơi phới luôn đó bà con. Đã. Nướng mỡ hành đó. Rồi, làm ra cái ghế đi cho hả? Ngủ. Ăn gì cháu? Ăn con cháu. Ra. Đó là đây ăn. Cháu nướng đầu không à hả? Nướng đầu không à? Mình nên luộc ăn nó ngon. Sao ăn dở đó. Chả muối với tiêu chanh nha các bạn. Mời bạn. Ngon. Quá sức luôn
gạch nhiều đường. Không? Sách này đường. À, đường. Gạch ở nước. À, đường. Đường. Đá Việt Nam mà giới tới cái này rồi đó. Chắc là nghỉ. Chúng ta lại ra. Rất là ngon. Mình gặp một cây không? Cái này nó cần chi tiết nữa. Dĩ rồi. Rất ngon. Ngon quá. Thank you. Mình thử, mình tâm thử nha. Tâm bự làm review mà. Tâm khúc lộ. Tâm rất là bự luôn á. Cái muỗng này nè, muỗng này. Cái muỗng không? Dạ. Nhìn còn muỗng không? Không cần, cần. Không cần, muỗng không cần. Không cần, muỗng nè. Tăng cần muỗng không? Cái này như lúa rồi, quay như kỹ như mà... Giờ nè, lật đầu tập ra. Ngày mai ông thấy, ông nói hoài. Ừ, trên mạng á. À, để cho sao đi. Không biết rồi ngon không? Rất là ngon. Mời các bạn nha. Thịt đã. Mà cái thằng bà chả luôn nó ngon. À. Nó ngọt không? Ngon. Rất là ngọt không? À, nó cái thịt đó hả? Ừ. Thật ngọt mà mềm nó. Ngọt mà mềm. Dạ. Mềm nó mua ai với tàu. Cái mà mua với tàu nó mới ngọt. Cái mà mua trên hồ á là có nghĩa nó nhốt. Nhốt đi cái con tôm này á là có nghĩa là nó biết là nó ở tù. Rồi không có miếng ăn của nó. Từ đó nó mới xuất ra cái nó buồn. Nó ớt ngon là cái lúc đó anh bắt ra cái đầu ở luôn canh vô nó ớt không ông bà ông nghĩ con người mình á mập ra thì nó béo ớm á thì nó đâu có mỡ đâu. Dạ. Gặp cái nám đắng nhìn cái bớt nó rụng thấy đỏ có mình nó bắt ra liền. Thì nó cũng có bớt mấy triệu mày. Hả? Hả? 2 triệu ăn không đáng không từ. Nó lên là cái thì kho tổ rồi. Nó còn lẩu rồi. Là nhiều lẩu. Đồ ăn mà con cá bớt rồi gọi là. Mời các bạn đến ra. Cá thiên nhiên nữa. Bắt liền. Tầm khổng lồ quá. Mấy cá kiểu nó. Cái thằng nó chú ăn khô. Dạ. Bằng cái lòng của con người á, vô mua cũng như nó ngon. Tao đâu mày, tao là nghĩ cái trong thơm ăn thịt rất là ngon luôn á. Đường biển tao biết con cá này rất là ngon. Con cá này nó bị tồi, nó con cá này không bị tồi tao biết. Mình tập tiếng Anh nó ăn rất là ngọt luôn. Rồi làm ba con chân, ba ngày con chân ăn cá rồi. Bốn giờ, 1 giờ, 2 giờ đi. Xong, sau nửa tiếng hồ. Ăn hết còn nhiêu đây nè. 13 tôm hùm. Phải rồi, quá mạnh lắm á. Ăn quá trời luôn. Con tên nó mà ba ăn không nổi. Còn tí canh này nó nên nhậu kém. Tôm nào nó bự hơn, bự hơn cái nghe mình nè. Cái mình á lúc mà nấu thịt dừa ăn mau ngán. Không đã không? Giờ anh đang còn đang ăn cái đầu mà. Mua cái loại mà lúc đỏ đỏ vậy vậy bắt cái đồi lấy còn cái mình vào bả ăn đi với cái canh đó tôi ăn gì á cái canh ngon. Chắc nặng chánh đâu chú nặng ơi nãy nặng ơi đó cái canh nha cái canh súp luôn đấy súp bò ngon nó rớt rớt cái gì vậy nhanh vô sao thấy anh sao làm được không? Ngon. Ngon à. Cái canh ở chỗ này nó đồng luôn.
Ok. Giờ tạm biệt các bạn nha. Giờ cắt clip là tại đây, giờ mai mốt mình làm cái món gì nữa thì mở lên cho các bạn coi. Thank you các bạn nha. Đã coi video này. Giờ mai mốt các bạn xem xong thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Và đăng ký cho mình nữa. Bye bye.